Kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 6 năm 2021, Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh ban hành kế hoạch số 135 về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân tỉnh Tây Ninh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường, Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh thống nhất cách thức tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng dân tỉnh phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bằng hình thức thông tin cho tất cả cử tri về kết quả kỳ họp, đồng thời trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri thông qua các hình thức sau đây. Cử tri có thể cho ý kiến kiến nghị phản ánh đề xuất của mình trên cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử Hội đồng dân tỉnh hoặc gửi đến thường trực Hội đồng dân tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ C300, cách mặt tháng 8, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh qua email hội đồng nhân dân viết tắt tây ninh không giấu thường trực viết tắt amoc@gmail.com từ ngày 12 tháng 7 năm 2021 đến ngày 23 tháng 7 năm 2021. Cử tri có thể viết ý kiến, kiến nghị, đề xuất của mình gửi đến mặt trận tổ quốc, hội đồng nhân dân cấp xã nơi cử tri cư trú. Ngoài ra, cử tri có thể gửi kiến nghị phản ánh về đài phát thanh truyền hình Tây Ninh bằng cách gửi thư về số 322 đường 30 tháng 4, phường 3, thành phố Tây Ninh. Gửi về địa chỉ email kiến nghị cử tri TTV11 viết tắt amocgmail.com, fanpage HTTPS 2.2 suyệt www.facebook.com xét Tây Ninh TV online. Các kiến nghị phản ánh của cử tri gửi về Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh. Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh sẽ tổng hợp gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.